Cơ cấu dân số Việt Nam đang tạo ra nguồn nhân lực đa thế hệ trong các doanh nghiệp. Sự khác biệt về môi trường sống đã tạo ra những nguồn nhân lực có cách nghĩ, cách làm khác nhau, dẫn đến những chia rẽ trong doanh nghiệp. Có đến 85% doanh nghiệp thừa nhận đang có sự chia rẽ trong nguồn nhân lực đa thế hệ tại doanh nghiệp mình, đặc biệt là giữa Gen X và Gen Y. Đây là một trong những nội dung của khảo sát mới đây do công ty chuyên nghiên cứu về nguồn nhân lực và thương hiệu nhà tuyển dụng Alpha B thực hiện. Đại diện Alpha B cho biết, xuất phát từ nhu cầu vươn tầm doanh nghiệp với nguồn lực đa thế hệ của doanh nghiệp Việt, Alpha B đã tiến hành khảo sát các thách thức mà doanh nghiệp gặp phải trong quản lý nguồn nhân lực đa thế hệ hiện nay. Theo Alpha B, hiện tại phần lớn các công ty đều đang có 3 thế hệ cùng làm việc, là Baby Boomer, tức là những người sinh ra từ năm 1950 đến năm 1969, thế hệ X, tức những người sinh từ năm 1970 đến năm 1985, và thế hệ Y, là những người sinh từ năm 1986 đến năm 2000. Hiện tại, thế hệ X và Y là hai nhóm lao động chủ đạo, nhưng số lao động thế hệ Y sẽ nhanh chóng vượt lên dẫn đầu về cả số lượng và cấp quản lý trong vòng một vài năm tới, và trong tương lai là sự gia nhập của lực lượng lao động thế hệ Z, tức là những người sinh từ năm 2001 trở đi. Với quá trình trưởng thành khác biệt, mỗi thế hệ có cách nghĩ, cách làm khác nhau. Điều này gây nên những chia rẽ trong một doanh nghiệp đa thế hệ. Kết quả khảo sát cho thấy, có tới 85% doanh nghiệp thừa nhận rằng công ty của họ đang diễn ra cuộc chiến ngầm giữa các thế hệ, đặc biệt là giữa thế hệ X và Y. Và có đến 97% doanh nghiệp được khảo sát nghĩ rằng trong 3-4 năm tới sẽ khó để gắn kết và làm hài lòng nguồn nhân lực trẻ. Đại diện Alpha B cho biết, việc quản lý nguồn nhân lực đa thế hệ với những chia rẽ trong ý thức hệ đang là thách thức với các doanh nghiệp Việt Nam. Khi chúng ta chưa hiểu nhau thì chúng ta cũng khó tạo dựng được một cái môi trường mà làm việc hài hòa với nhau. Thì từ đó chắc chắn sẽ dẫn đến cái sự thách thức là về sự gắn kết và trung thành. Ngoài ra chúng ta sẽ thấy là một trong những cái thách thức nữa là trong 3 đến 5 năm tới thì có nhiều cái khó khăn trong cái việc là xây dựng cái lớp kế thừa. Vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, ví dụ như là cái nguồn cung thì thiếu. Nhưng mà với cái nguồn cung thiếu đó thì cái cách mà doanh nghiệp đưa ra cái đường hướng về sự nghiệp cho Gen Y cũng không gần được với cái cách Gen Y mong muốn. Cho nên trung bình các bạn trẻ Gen Y khoảng 2 năm đã nghỉ việc rồi. Vậy thì với 2 năm tôi vừa lấy bạn vào, tôi đào tạo bạn chưa đủ thì tôi không đủ cái lực lượng gọi là tiềm năng để kế thừa. Thì đấy là rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là vừa thiếu về chất và thiếu về lượng. Cũng theo khảo sát của Alpha B, có đến gần 40% người lao động Việt Nam hiện nay không có ý định gắn kết với doanh nghiệp. Trong đó, lao động không gắn kết trong Gen Y chiếm tỷ lệ cao nhất là 44%. Theo Alpha B, việc người lao động không gắn kết với công ty sẽ làm giảm năng suất lao động, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.